Liên quan đến vụ xe tải chở dăm gỗ bị lật, đè chết 3 người trên quốc lộ 1D, đoạn ngã 5 Tây Sơn thuộc khu phố 3, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn xảy ra vào sáng hôm qua, 20 tháng 10. Ngay trong sáng 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Báo cáo tại cuộc họp, cơ quan chức năng xác định tài xế Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1990, trú tại huyện Phú Mỹ, đã điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 77H02517 chở dăm gỗ chạy vượt tốc độ cho phép. Qua kiểm tra, tài xế này không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến hỏi thăm, chia sẻ mất mát và hỗ trợ các gia đình có người thân chết trong vụ tai nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nhận định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây ra hậu quả rất đau lòng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã giao Công an tỉnh điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan để chấn chỉnh, góp phần hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong thời gian tới.